Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án ăn chia 800.000 cái token BCF. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập mã CAPTCHA. Rồi tiếp tục join vào Telegram. Ok, sau bấm vào kick to chat này. Rồi sau đó quay trở về, mọi người sẽ join tiếp vào kênh media của nó. Ok, quay trở lại, join tiếp vào Twitter. Rồi, ở đây mọi người sẽ follow Twitter và quay trở về bot. Bấm chọn don này. Tiếp theo thì mọi người sẽ retweet ở trên Twitter với cái hashtag này nhé. Mọi người sẽ copy cái hashtag này trước cho mình. Rồi sau đó mở cái đường link retweet lên. Rồi ở đây mọi người kích chọn like cho mình này. Sau đó thì sẽ trích dẫn cái hashtag này vào. Và sau đó tweet lại này. Rồi bấm chọn vào tweet của bạn đã được gửi đi. Sau đó thì mọi người sẽ copy cái đường link retweet này. Rồi quay trở về bot. Mọi người sẽ nhập cái đường link retweet vào đây. Rồi tiếp theo sẽ gửi cho nó cái username của Twitter. Rồi sau đó sẽ gửi cho nó địa chỉ ví mạng PSC. Rồi bấm chọn chữ ơ cao là hoàn thành nhiệm vụ nhé. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.